Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ xin phép được review về chiếc HD Ý 1 cà phê được dọn mới tại đồ chơi xe Việt Nam. Đây là chiếc HD Ý thứ N được dọn mới tại cửa hàng đồ chơi xe Việt Nam. Chiếc xe được dọn zin theo phong cách zin mới, có nghĩa là màu cà phê. Tất cả chi tiết nhựa sần, nhựa màu và vành bánh trên xe được sơn lại mới hoàn toàn. Các bạn để ý màu zin của SH1 cà phê này, bên mình pha chuẩn màu đúng 100% so với xe zin. Tất cả chi tiết nhựa sần được sơn lại mới. Vỏ yên được bọc lại là vỏ yên zin. Các bạn lưu ý là bản cà phê của SH2009 của nó là màu hổ vành, là màu xanh xi măng nhạt nhé. Còn màu giảm sóc thì là màu bạc. Đĩa được thay thế bằng đĩa zin. Tất cả chi tiết nhỏ nhất từ con ốc là bên mình đã gom xi lại là mới hoàn toàn cho khách. Thì công đoạn dọn mới một chiếc HD Ý cũ lên mới như thế này là bên mình thông thường mất từ 3 đến 4 ngày. Đèn pha được đánh bóng mới lại này. Hai đèn xi nhan được bệnh đánh bóng. Các bạn lưu ý là tem này là tem xịn nhé. Tem zin theo SH Ý là hơn 1 triệu một bộ đấy. Đấy là tem xịn. Tay phanh được thay thế tay thanh mới. Cao su tay nắm mới. Toàn bộ chiếc xe đã được sửa chữa và được tân trang dọn mới hoàn toàn tại hệ thống đồ chơi xe Việt Nam. Để các bạn ở xa có nhu cầu về làm xe, tân trang xe, chưa có dịp ghé đồ chơi xe Việt Nam, có thể tham khảo những video mình quay thực tế về các quy trình và công đoạn kết thúc làm xe. Hotline của cửa hàng là 0329607777 hoặc 0832088888. Các bạn có thể qua tất cả các cửa hàng của hệ thống đồ chơi Việt Nam để nhân viên tư vấn và hỗ trợ các bạn tốt nhất.